Hello nha, chào mọi người nha, chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Đây là mình đây, từ đường phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em game hạt tạo đại chiến nha, lại mình đây từ đường phố đây giống các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video thì cho anh em xem video vui vẻ. Ok, và ngay bây giờ mình sẽ đặt vào vấn đề của video ngày hôm nay luôn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một video có thể nói là hướng dẫn hoặc là có thể gọi là chia sẻ kinh nghiệm được tùy theo góc độ bạn hiểu. Nhưng mình trước khi vào video thì mình muốn nói anh em khi xem video của mình không nên đánh giá quá cao về những thứ trong video này, bởi vì đây cũng chỉ là những cái trải nghiệm của bản thân mình và mình chia sẻ cho các bạn để anh em có thể cùng nhau phát triển một cộng đồng game lành mạnh và cùng nhau phát triển chơi game làm sao cho nó mượt mà và có thể đi đến đỉnh cao trong trò chơi anh em. Đó là những thứ gì mình mong muốn ở trong video ngày hôm nay. Thì như anh em đọc tiêu đề cũng biết rồi, video ngày hôm nay thì mình làm về hai vấn đề. Thứ nhất là code và vấn đề thứ hai là tem đội dành cho anh em nông dân. Nó là nông dân thì không chuẩn lắm, nói chung là tem đội cho anh em ít nạp tiền cũng được, để làm sao các bạn ấy có thể chơi mượt mà với các meta hiện giờ thay đổi liên tục của các nhà phận của nhà phát hành anh em, trong tình trạng cứ độ khoảng 1 tháng ra mắt 1 đến 3 tướng mới thì làm sao mà để anh em có thể bắt kịp được với xu hướng bây giờ và làm sao để chơi cho nó chuẩn hơn. Vì mình cũng thấy rất nhiều kênh làm rồi, nhưng mà ông rất nhiều kênh làm về game hải tạo đại chiến nhưng mình chưa thấy kênh nào làm về vấn đề này, nên là mình nghĩ mình nên làm về vấn đề này cho anh em. Bởi vì bây giờ nếu như các bạn các xem các kênh lớn á, thì anh em có thể thấy là đa số toàn là các bạn nạp, các anh em đều nạp rất là nhiều tiền. Đấy, ví dụ như con ác top S110, 118 mình vừa lấy về đó anh em có thể thấy. Thì khi các sự kiện diễn ra thì những con ác đấy thì nó tung ra một phát thì ăn thì các bạn cũng phải gọi là ăn hết ngay. Nhưng như anh em nông dân thì không thể nào làm thế được. Vậy để làm sao để bảo toàn tài nguyên cũng như là để chơi cho nó ổn định thì các bạn cần phải tiết kiệm. Nói chung đã là nông dân thì mình luôn khuyên anh em một điều, thứ nhất là chăm chỉ, thứ hai là tiết kiệm, là làm sao cho nó đúng hướng chứ đừng có tiêu theo xu thế. Hôm nay ra Robin các bạn quay Robin không được, ngày mai ra chỗ này các bạn quay không được, lúc nào cũng gần nửa vời, vậy là anh em sẽ không bao giờ có tốt tủng gì được. Ok, và là một video hướng dẫn nên là mình cũng sẽ tổng hợp code luôn cho anh em đó, dành cho những bác nào hỏi vì sao lại có mấy cái code nào đem lại thì đây video này mình muốn nói qua, đó là mình tổng hợp code. Đây là code cho anh em đang xem và có nhu cầu, thứ nhất là sắp chơi hoặc là sẽ chơi hải tặc đại chiến và những bạn chưa biết thì có thể nhập. Mình cũng vừa thoát ra vào lại game anh em, hình như đợt này nó không còn quà gì đó này các bạn này, điểm có quà nó không còn quà gì nhá. Rồi ok, tiếp theo chúng ta đến với phần code trước anh em. Ok, đầu tiên nói về code trước anh em nhé, dành cho những em nào sắp qua xe mới thì mình nói luôn nó là ở game hải tạo đại chiến của chúng ta nó có tổng có thể là 10 code anh em đó, lúc nào nó cũng có 10 code các bạn nhá. Đấy, bao gồm 3 gói quà này. Ở đây như thiếu cái VIP code 2 triệu nên anh em từ mình xóa đã. 3 gói quà này anh em, trong VIP code 2 triệu này. Đấy, VIP từ để mình biết lại anh em. VIP code 2. Đây, code 2 triệu. Đó, VIP code 2 triệu. Rồi, 2 code anh em nhá. Tiếp theo là huyền thoại hải tạc này. Đây, những cái code này là cái code vĩnh viễn nha mình nhá, các bạn nhá. Mình đang sâu là những cái code vĩnh viễn, cái này anh em cứ nhảy xe mới các bạn nhập liên tục vẫn được. Hướng dẫn tân thủ này. Đó, đây là 10 cái code này, là 10 cái code vĩnh viễn anh em ạ. Đây, group hải tặc đại chiến. Live fanpage 99k. Rồi. Ok, xong chưa? Rồi, hiện tại hải tặc số 1 đây là code của buổi livestream thì đến ngày 16 tháng 3 này là hết rồi anh em. Sau này còn dùng được tam nên hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, hôm nay ngày 16 tháng 3 ngày cuối đấy anh em, có nghĩa là thời điểm hiện giờ mình quay còn nhập được các bạn nhé. Còn đâu qua ngày hiện giờ anh em xem video nhập không được nữa đó, giờ chúng ta chỉ còn lại 10 cốt chính thôi đấy anh em, phải xem và nhập rồi. Ok, hôm bữa thì mình cũng qua server mới và mình cũng đang cày, mình ác đấy thì mình vẫn đang cày anh em nhé, mình đang cày một ác server mới 209, bắt đầu hứng thú thì qua chơi cùng mình. Ok, giờ mình sẽ nhận cốt trước đây anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, đúng không? 11 trừ cái code này ra anh em, cái code livestream ra là tổng cả lại chúng ta còn 10 code duy nhất đó các bạn nhé, xem mới lúc nào có thể dùng được nhá anh em nhá. Và với số lượng code này thì anh em sẽ thu về trừ cho bản thân của chúng ta, đó là 21 thùng bia anh em, 1k 7 kim cương đấy, 25 cốc bia vàng, đa số thì toàn là gần 1k kim cương thôi anh em, không được nhiều như này. Việc đầu tiên dành cho anh em nông dân nhá, đó mình đã nói về nông dân này. Theo mình thấy, hôm bữa mình cũng có trải nghiệm rồi thì mình thấy anh em đa số vẫn phải rút A hoặc quyền trước các bạn ạ. Thật sự mình khuyên là các bạn nên vẫn phải nên kiếm đến một chậu A trước. Có một chậu A thì anh em sắp xếp đội hình về sau chơi nó vẫn dễ hơn và anh em có thể nuôi A về sau luôn. A vẫn là một tướng chơi không bao giờ lỗi thời các bạn nhé.
dù thế nào chăng nữa. Rồi, Furitaro anh em. Ok, đấy là qua về phần code. Giờ chúng ta sẽ nói đến phần thứ hai, đó là tem đội. Chúng ta lên chơi meta như thế nào cho hợp lý anh em. Ok, nói về phần tem đội thì mình lại trở về con nào của mình. Đó, để quay cho anh em xem cho dễ. Đây con nào ở server 219 của mình đây anh em. Mấy ngày nay thì mình toàn đang cập nhật cho lên cấp thôi anh em, cũng chưa cày quốc thì nhiều. Đó. Nhưng mà mình cũng đã sắp xếp qua đội hình đây, các bạn có thể tham khảo qua. Đặc biệt là đeo cây là nhiều anh em bảo là các bạn cho xin đội hình đeo cây của anh. Đây. Với meta hiện tại nhá, các bạn chơi tướng gì mình chưa nói về các bạn chơi những con tướng gì nhá. Mình nói trước về cách thức chơi này, bây giờ anh em nên deal theo kiểu hai tem này này. Mình thấy hai tem này giờ là anh em nên nuôi theo hai tem này dễ chơi này. Tem thứ nhất là 4 đam chính, 2 búc. Tem thứ hai là 3 đam chính và 3 búc như mình đang chơi anh em. Tem của mình hiện giờ những đam chính bao gồm có Luffy này, Sanji và Doflamingo là 3 đam chính anh em. Còn lại búc, 3 búc bao gồm có Carrot, Roro, Aquen, Nami và Robin là 3 búc của tem mình. Đấy. Thì anh em phải đảm bảo 3 yếu tố này thì khi ra trận anh em đánh có thể nó mới ổn định được các bạn ạ. Các bạn đừng quá xăm quá nhiều về các tướng công. Bây giờ đa số nhiều anh em chơi mới vào chơi là sẽ thường nuôi một phát là ra trận có khi cả trên cả tem có đến một tướng búc anh em. Nhiều bạn thì đừng lắm một cháu Lami là cùng các bạn mình thấy rất là nhiều. Anh em nên tập trung về tướng búc rất là nhiều bởi vì khi tướng búc á nó hỗ trợ búc công anh em nhìn này. Nó búc tăng công, tăng sát thương, tăng các thứ đấy còn gấp đôi lần sát thương nên anh em một tướng tấn công mà tăng gấp đôi nên thì bằng còn hai lần một tướng công ra trận anh em. Đó là điều cơ bản nhất là các bạn bây giờ lên nuôi theo hai tướng ý nhá, tùy các bạn thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ nói cho anh em những con tướng mà búc mà anh em dễ kiếm nhất. Công thì mình không nói, công thì rất là nhiều rồi, tùy các bạn chọn. Có thể anh em bán theo meta mới, bây giờ anh em thích thì các bạn vào nuôi ban đầu các bạn nuôi A đúng không? Sau đó anh em nuôi Sanji, hoặc nếu không thích các bạn nuôi Sapo. Ở trong nuôi đô Flamingo, đây mà cô có thể anh em không nuôi. Sau đó anh em nuôi thêm những cái cổ con tướng mới như bây giờ Lico Robin này, Rup này. Rồi thanh niên rổ này, Luffy các kiểu đây đam chính mình không nói. Mình nói về búc trước kia. Đa số tướng búc mới quan trọng nhưng mà các bạn phải nhớ là các bạn có một con tướng búc heo nó sẽ rất là ngon. Dòng S có hai tướng búc ở giai đoạn đầu anh em này chơi trong vòng 1 đến 2 có khi 3 tháng đầu các bạn vẫn có thể chơi. Thứ nhất là cháu Lami. Đây anh em, khi máu dưới 5% lập tức tăng 29% công cho đội ta và giảm 29 sát thương trong vòng 29% giáp của đội địch trong vòng 3 lượt anh em nhé. Ngoài cháu này ra thì ở dòng chính xác của một cháu nữa Vego nha anh em nhé. Đó mới cũng quả lồi tại như vậy luôn. Đấy, anh em có thể nuôi. Đó là hai tướng búc mà được mình ưu tiên cho anh em giai đoạn đầu. Các bạn thể nuôi, có thể nuôi cả hai cháu luôn cho dễ. Bởi vì hai hệ khác nhau anh em sẽ nuôi hơn. Đấy, các bạn chỉ nuôi hai con này, nếu mà các bạn nuôi căng tay nhất thì các bạn chỉ lên đến 10 sao thôi nhé, đừng lên quá. Bởi vì trong trận nó cũng kiểu như là đi theo để hy sinh thôi anh em chứ cũng hỗ trợ quá nhiều. Ngoài ra thì dòng S của một cháu nữa mình cũng đánh khá giá khá là cao dạo gần đây anh em, đó là Robin S anh em nhé. Cháu này khả năng gây choáng của cháu nó rất là nhiều, đó anh em có thể cân nhắc lên chơi. Đó. Và sau khi một thời gian sau mà anh em săn được rồi á thì các bạn nên bây giờ này, Robin này, tướng búp ngon này, một trong những tướng búp hỗ trợ rất là ngon anh em với quả trăm hoa đô lở anh em. Đấy, mục tiêu từ hoa anh em. Đó, từ hoa thì giảm 20% năng lực và nhận nộ từ mọi nguồn anh em. Cái này skin này rất là ngon này các bạn này. Đó. Ngoài ra nó còn tấn công 3 kẻ địch có công cao nhất. Đấy, và giảm 35 độ của mục tiêu anh em đó anh em nhá. Đấy. Tiếp theo, nó không thể không nhắc tới anh em đó là Carrot. Hai tướng của những dòng dế lui. Ngoài ra thì nếu các bạn có thể nhân phẩm hơn chút thì anh em có thể nuôi thêm Chopper và Delay. Chopper thì giúp anh em tăng tốc trong rồi skin book của nó đâu rồi anh em, mình kiếm skin book để chỉ cho anh em thế này. Khi tấn công thường sẽ tăng thêm 50% tốc độ cho toàn đội trong vòng 3 lượt anh em nhé. Đó, con này là book tốc này, không thì có thể kiếm thêm cho chú Delay. Đấy, hai tướng hỗ trợ nữa. Đây, nói xương xương qua để anh em cũng hiểu qua về meta cho mới chơi, chứ là anh em mới chơi mà có thể xem video này các bạn có thể hiểu qua hơn và chơi nhá. Đó. Còn đâu về tướng đam thì mình nói rồi, tướng đam mình cũng không nói quá nhiều bởi vì đam giờ con tướng nào cũng thể chơi lâu à. Nói ngay như bây giờ Moria bữa mình có gặp một bác giờ nuôi đến tận E5 các bạn đánh đỉnh cực nhưng mà mình không mượn được hạt thôi. Moria E5 các bạn cứ gặp đi. Các bạn mới thấy sức mạnh của một con mà nó đánh. Các bạn phải nên nhớ là Moria nó tấn công đội địch bằng toàn bộ anh em nhé, skin ulti nó giật một phát đấy, đóng băng hai cái lượt nữa rất là đau luôn. Moria E5 cũng rất đau. Nhưng bây giờ đa số nếu mà các bạn chơi xe mới này mình khuyến khích anh em nhé, thứ nhất Sapo, 2 A, 3 là Doflamingo này. Đó, ba tướng này
Ngoài ra thì các bạn có thể nuôi thêm, mình chỉ mấy dòng này thôi nhá, mấy dòng kia mình không nói. Ngoài ra thì anh em thể nuôi thêm rút, dòng này anh em thể nuôi rút hoặc là Usopp. Đấy, không muốn chơi Usopp thì các bạn có thể chơi Moria đó. Còn đâu dòng thông minh này thì nếu các bạn nuôi, nếu các bạn muốn chơi á, thì mình nghĩ anh em nên chuyển sang Aquichi là nhiều. Còn nếu các bạn đủ cảm thấy độ nhân phẩm cao và anh em ra được nhiều lô thì các bạn chăm sang trên lô, bởi vì nông dân mà đa số thì giờ dựa vào nhân phẩm là nhiều, anh em giúp được nhiều cháu nào thì các bạn chấp nhận chơi cháu đấy thôi. Còn dòng thông minh này thì chỉ nên chopper thôi anh em cho dễ nuôi, nếu không thì các bạn có thể chơi Zoro. Nếu ra chơi Zoro thì bỏ chopper đi, chắc chắn không nuôi được rồi đó. Nói chung nói đến giờ thì nói đấy là những cái gì mình biết thôi đó. Còn đâu về tem độ thì tùy thôi anh em, biến hóa vô đường tùy các bạn nữa, nhân phẩm của anh em tới đâu thì các bạn chơi đến đấy. Nhưng mà các bạn nhớ là sắp sắn một cái tem như này đây, như mình chơi đang chơi đây anh em. Rồi, tem mình đi thì nói chung là đánh ổn các bạn, 3 búc 2 3 công đi rất là ổn áp luôn. Chứ mà như ngày xưa anh em, ngày xưa mình chơi tem mình vậy, mình hồi mình mới chơi mình hay bị dính những kiểu như các bạn là hay mê những tướng công á, ví dụ như Usopp này, Sanji này, bộ đôi thấy mạnh nuôi cả hai, xong sau lại thấy Luffy NV nuôi luôn Luffy NV, xong lại thấy Aokichi lại luôn nuôi tiếp tục Aokichi nữa, các bạn hay bị thiếu phút, đã lông dân là hay bị thiếu lắm, nên là các bạn hãy cân nhắc. Đây ngày nhạc mình đây anh em, mấy ngày này còn chưa nâng cấp được gì luôn này, mình không săn được thêm tướng nhiều đấy, cay cay cho đấy các bạn đấy. Không, nhưng mà bữa nay kiếm tướng ở Hạc Long Dân thì anh em cũng dễ rồi, sự kiện nhiều. Ngoài ra bữa nay nó còn thêm cái quả đâu nhỉ, đấy, thành tựu nữa anh em, đấy, điểm thông thạo nữa, các bạn có thể kiếm thêm tướng ở đây nữa này bằng cách làm nhiệm vụ anh em đó. 10 vòng là được 3 tướng nữa anh em, nó cũng ổn đấy. Đây thông thạo nó mở rất là nhiều. Ok, nói chung nói đây thì chắc cũng chẳng còn gì, mình cũng cảm thấy không còn gì để chia sẻ cho các bạn nữa. Nói chung là tất cả những gì mình biết đến giờ phút điểm này, nói chung là vấn đề chính thứ nhất là tổng hợp tất cả code cho anh em, thứ hai là về meta thì mình chỉ nói khuyên anh em có 2 dòng meta rồi anh em nên nuôi, 4 công 2 búc hoặc là 3 công 3 búc nha, đó là những cái meta mạnh. Còn ngoài ra về cách nuôi, thì các bạn nên nuôi theo kiểu dồn tướng anh em nhé. Các bạn dồn đến một tướng công thật là cao và một tướng búc chung chung đấy, sau đó anh em sẽ nuôi dần. Đây mình có thể giới thiệu qua cho anh em xem bọn đặc như này mình cũng đang nuôi này. Một tí nữa thì quên mất anh em, còn quên một vấn đề nữa là ngoài ra thì các bạn có thể cày được VIP nha anh em nhé. Đây, mỗi ngày 50 điểm này, các bạn siêng cày lên thì trong vòng một tháng 30 ngày là 1k dưới điểm, là các bạn nhìn lên được VIP 3 anh em, cày dần các bạn vẫn lên được VIP nha. Đó. Đây, như đây anh em thấy này, đây con nạp này trước mình cũng có nạp anh em, cũng có nạp nhưng mà nạp rất là ít. Đấy, cũng như nhiều bạn nạp được khoảng 100-200 nghìn thôi. Thì đây giờ mình cũng đang deal tem đây anh em thấy này, tem này mình đang cần thêm một book nữa anh em mới ổn được. Đây. Còn Lamy Chopper đó, 2 book anh em đó. Ngoài ra tem thì mình đang tính thêm một book nữa anh em, mình sẽ bỏ Sanji ra để đẩy Sapo lên cho nạc này, và mình đang tính luôn là Robin đó. Mà đây là con nạc mà sắp tới mình sẽ tặng anh em ở kỳ 40k sắp đó, anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, cảm ơn rất nhiều đó, nói qua vậy thôi. Còn video ngày hôm nay chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn anh em đã dõi theo video của mình rất là nhiều, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye, chúc anh em xem video về, tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo.